một bất động sản trung tâm của trung tâm. Đây là mặt tiền đường Chu Văn An. Phía ngoài đó mình sẽ có con đường có tên là Lý Thường Kiệt. Tại đó mình sẽ có công an huyện Hòa Thành, ngay ủy ban của thị xã Hòa Thành. Quẹo trái bà con mình sẽ đến ngay trường Lý Thường Kiệt, trường cấp 3 nè, ngay trung tâm trụ sở hành chính nè, sát bên chợ Long Hoa nè. Một bất động sản phải nói là nằm tại khu vực trung tâm của thị xã Hòa Thành. Mặt tiền là mặt tiền đường nhựa có tên đường là Chu Văn An. Phía trước chúng ta sẽ có chiều ngang là 4m, dài 19m nha bà con. Đây là cái bất động sản hôm nay anh Hai Lúa muốn gửi cho bà con mình nè. Hướng ngược lại bà con mình đi thẳng ra sẽ ra cái đường Hùng Dương. Đó, quẹo trái bà con mình sẽ đi về chùa Tòa Thánh. Quẹo phải á, bà con mình sẽ đi về ngay công viên Hòa Thành luôn. Và cũng như là đi thẳng nữa bà con mình sẽ về ngay đường cửa một chợ Long Hoa. Từ đây bà con mình về đến chợ Long Hoa chỉ có 1 km thôi. Xung quanh bán kính 1 km bà con mình có công an huyện, ủy ban huyện nè, tỉnh ủy nè, rồi trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, các ngôi trường nổi tiếng, chợ Long Hoa, trường học, công viên Hòa Thành, chùa Tòa Thánh, mọi thứ đều nằm gần cái bất động sản của mình. Ở đây thì mình có một căn nhà, cái căn nhà này coi như là tặng cho bà con mình thôi nha, tặng thôi. Nước ở đây mình sử dụng nước máy nha bà con. Ở đây là mình có hệ thống nước máy sẵn nè. Đây, thị xã Hòa Thành, trung tâm của thị xã Hòa Thành là mình có nước máy rồi. Phía trong á thì căn nhà này coi như là tặng, nên là em Phong sẽ không quay kỹ cho bà con mình. Nó chủ yếu là diện tích đất nè và vị trí đất nằm ở đâu cho bà con mình xem nha. Ngôi nhà thì do sử dụng 5 tháng nên là nó có hơi cũ. Nếu như bà con mình cải tạo lại để ở cũng được, hoặc có thể mình sửa sơ lại để mình cho sinh viên thuê cũng được. Đó. Ở đây mình có sẵn 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp và nhà vệ sinh, toilet riêng nha bà con. Đó, 2 phòng ngủ nằm phía bên này. Có một căn bếp bé bé, 2 nhà vệ sinh và đất của mình sẽ tới đây nha bà con. Đến cái cánh cửa này, không gian phía sau cũng khá là thoáng đãng ha. Khu vực á, đây là khu vực nhà phố nên là nhà sẽ san sát với nhau, đầu đích với nhau hết luôn nha bà con mình. Một vị trí rất là đẹp. Đó, nếu bà con mình ai thích mà ở ngay tại khu trung tâm để mình có thể thuận tiện đi làm, thuận tiện cho con cái mình đi học thì mình có thể đến xem cái mảnh đất này, cái bất động sản này thử nha bà con mình. Bây giờ mình sẽ xem sơ qua cái sổ hồng của cái bất động sản này. Sau đó mình sẽ xem coi cái mức giá nó có phù hợp để bà con mình có thể định cư được không nha. Ở đây mình sẽ có thửa đất số 86 tờ bản đồ số 12. Địa chỉ là khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh với diện tích là 79,4m2 và đất của chúng ta sẽ full thổ cư. Phía trước mình sẽ có con đường Chu Văn An, lộ giới 10m, ngang 4m, dài 19m nha bà con. Và cái mảnh đất của chúng ta sẽ quay về hướng Nam. Vừa rồi bà con mình đã xem sơ qua cái sổ hồng của cái bất động sản của mình rồi. Đất thì ngang 4, dài 19, ngang phía sau dẫn 4, full thổ cư, dung nhất đẹp, mặt tiền đường nhựa, thông thoáng, đi lại dễ dàng. Ở đây mình cắt lên một căn nhà 2-3 lầu, ở được nè, kinh doanh được, làm cái gì nó cũng tiện hết. Tại vì ngay khu vực trung tâm của thị xã mà bà con, chỉ có mức giá 1.650.000.000 thì bà con mình sẽ sở hữu được một cái mảnh đất này. Mức giá này cũng khá là phù hợp, bà con mình có thể đến gặp anh chủ nhà, thương lượng chút rảnh nữa để mình có thể có một cái nơi để bà con có thể an cư lập nghiệp được. Bà con quan tâm có thể liên hệ 0839666736 để được kênh mua bán nhà đất Tây Ninh hỗ trợ cho bà con mình nha. 1.650.000.000 thôi. Sát công an huyện, sát bên trường cấp 3 Lý Thường Kiệt, kế chợ Long Hoa, công viên Hòa Thành, tỉnh ủy, dân dân. Rất là nhiều tiện ích. Cảm ơn bà con. Và bây giờ mình sẽ đi ra cái con đường Lý Thường Kiệt cũng như là đi về hướng đường Hùng Dương để cho bà con mình tham khảo đường xá cũng như là cho bà con mình biết được vị trí nó nằm ở đâu nha. Xin mời bà con mình. Và theo cái hướng ngược lại á, thì bà con mình sẽ đi ra cái đường Hùng Dương ở phía ngoài. Khu vực ở đây á, là đường xá đều được lên nhựa hết rồi nha bà con. Đây là khu vực trung tâm của trung tâm mà. Bà con thấy nè, nhà thì san sát với nhau, đường thì rộng rãi thông thoáng. Đây là cái con đường Hùng Dương. Bà con mình có thể rẽ trái để mình đi về hướng chùa Tòa Thánh cũng được. Và bây giờ mình sẽ quẹo phải để đi về hướng công viên Hòa Thành, về Báo Quốc Từ, một cái ngôi đền nằm giữa đường của đường Hùng Dương. Và cũng như đi hẳn thì bà con mình sẽ về đến ngay chợ Long Hoa nha. Thì chỉ cần quẹo phải thôi bà con mình sẽ thấy là Báo Quốc Từ nằm giữa đường nè. Bên trái sẽ là công viên Hòa Thành, bên phải sẽ là văn phòng
công chứng đất đai một cửa nè, rồi bưu điện Hòa Thành nè. Và đi thẳng nữa thì chúng ta sẽ về ngay hướng cửa một chợ Long Hoa luôn. Từ vị trí của căn nhà thì mình sẽ đi ra cái hướng đường Lý Thường Kiệt ở phía ngoài này. Thì ra đến đầu đường thì bà con mình sẽ có trụ sở công an của thị xã Hòa Thành, nơi tiếp dân làm thủ tục hành chính cũng như là đăng ký biển số xe máy. Hay bà con mình có thể rẽ phải để mình đi về hướng chùa Tòa Thánh cũng được. Còn bây giờ mình sẽ đi về hướng ngược lại để cho bà con mình xem đường xá ở đây nó như thế nào nha. Thì theo con đường này bà con mình đi khoảng 100m nữa thì bên tay phải bà con mình sẽ có trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt nè, bên tay trái mình sẽ có huyện ủy của Hòa Thành mình đó. Và bà con mình có thể đi thẳng để bà con mình đi về hướng chợ Long Hoa luôn nha. Bà con mình có thể đi thẳng để đi về hướng chợ Long Hoa. Thì với một cái bất động sản ngang 4m dài 19m có mức giá 1.650.000.000, bà con nào quan tâm có thể liên hệ 0839 666 736 để được gặp kênh mua bán nhà đất Thế Ninh hỗ trợ bà con mình nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi video. Xin chào bà con và xin hẹn gặp lại.